Bình ơi Bình. Dạ. Không biết sao chứ càng ngày càng Bình đẹp. Càng ngày càng Bình đẹp. Càng ngày càng đẹp. Càng ngày càng đẹp. Đúng rồi. Càng cao. Mà có cái bí quyết gì để có thể mình cao được như vậy không? Chị cũng muốn cao lên. À, thật ra rất đơn giản. Thời xưa là em rất là gầy. Gầy. Rất là gầy. À. Mẹ lo sợ bị suy dinh dưỡng. À. Mẹ cứ cho uống sữa mỗi ngày. À. Cuối cùng uống sữa không bổ bì ngang mà bổ bì dọc. À, uống sữa nhiều thì có thể cao lên vậy. Đúng rồi. Vậy thì hồi nhỏ có tập thể dục gì không? Trời ơi, như quý vị đã biết, tất cả các môn thể thao thể dục trong trường là thằng Bình đều có trong đội tuyển hết. Chỉ là dự bị thôi. Dự bị. Dự bị. Vâng, từ hôm nay Harry sẽ uống sữa nhiều hơn, tập thể dục nhiều hơn, ngủ sớm hơn để mình có thể cao hơn trên thân Bình. Rất đơn giản, chị không cần phải uống sữa đâu. Chị chỉ cần đi ra chợ, bỏ ra 150.000 mua một đôi giày cao gót, cao như là Trấn Thành hay mang mấy đôi giày cao cao vậy nè, là cao hơn em rồi. Dạ. Kính thưa quý vị, thôi những cái câu này thì coi như là bỏ qua mà không có gì hết. Dạ. Tại vì Harry cũng còn nhỏ tuổi. Dạ. Hiểu không? Dạ. Dạ.